Thưa quý vị, tại phiên họp trù bị kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa 15, các đại biểu Quốc hội đã thống nhất thông qua nội dung, thời gian, chương trình và phương thức tiến hành kỳ họp theo tinh thần tiếp tục đổi mới và sáng tạo, vừa tận dụng tiết kiệm tối đa thời gian, vừa đảm bảo nâng cao chất lượng của kỳ họp, đáp ứng yêu cầu nguyện vọng của nhân dân và cử tri cả nước. Đến 9 giờ thì kỳ họp khai mạc trực tuyến kết nối từ hội trường Diên Hồng, nhà Quốc hội đến 62 đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh thành cả nước. Dự khai mạc có Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An, Nguyễn Sinh Hùng, Nguyễn Thị Kim Ngân, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến cùng nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và khách quốc tế. Phát biểu khai mạc kỳ họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chia sẻ sâu sắc với những tổn thất, mất mát nặng nề về người và của, những khó khăn của nhân dân ta đã phải gánh chịu trong đợt dịch COVID-19 lần thứ tư. Tri ân, tôn vinh những đồng bào, cán bộ chiến sĩ, các lực lượng nơi tuyến đầu chống dịch, nhất là ngành y tế, các lực lượng vũ trang và cán bộ cơ sở đã bất chấp hiểm nguy, sẵn sàng hy sinh sức khỏe và tính mạng của bản thân, cống hiến hết mình, xung kích vào những địa bàn là tâm dịch rất nguy hiểm, vì mục tiêu cao nhất là bảo vệ sinh mệnh, sức khỏe, cuộc sống bình yên của nhân dân và sự phát triển bền vững, trường tồn của đất nước. Chủ tịch Quốc hội cho biết, theo chương trình tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét thông qua 2 dự án luật, 5 dự thảo nghị quyết và cho ý kiến 5 dự án luật. Quốc hội xem xét các báo cáo của Chính phủ về đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước, xem xét và quyết định kế hoạch phát triển kinh tế xã hội. Quốc hội cũng dành thời gian phù hợp tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn. Xem xét các báo cáo công tác năm 2021 của Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, Kiểm toán Nhà nước, các báo cáo của Chính phủ và nhiều vấn đề quan trọng khác.